Thân chào mấy anh em đồng mỹ xe Mobilus nha. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu với mấy anh em mẫu xe Mobilus AV44 1960. Màu này là màu đỏ cherry nha. Màu này bên ngoài rất là đẹp nha. Mình quay tổng thể cho mấy anh em xem nha. Mẫu xe, xe tất cả này nó có đầy đủ phụ kiện nha. Các chức năng hoạt động trên xe rất là hoàn hảo luôn. Bây giờ mình thử cho anh em xem nha. Đây là công tắc đèn, có đèn trước và có đèn sau. Còn cái này là chung điện nha. Mình bóp kêu reng reng rất là hay luôn. Đây, phần này là phần trước của xe. Phần trước thì mình cũng có thiết kế thêm một cái bảng số nha. Trên cái xe mình ở đây, bảng số mình có nhỏ hơn, rất là đẹp, rất cân xứng với cái xe. Cái máy nổ rất là chắc. Mình sau xe này mình cũng thiết kế giống những xe trước là có hai cái túi đằng sau và cái yên ngồi. Anh em có thể bỏ những vật dụng cá nhân, hoặc có thể yên sau này mình có thể chở người quen, người thân của mình nha. Rất là ok. Giờ mình thử ra lại cho mấy anh em xem nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của mình. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nha. Cái gì mình tư vấn cho anh em dễ hiểu hơn nha. Rồi cảm ơn cả nhà.